vâng, và Lorem Audio xin trân trọng kính chào quý vị. Ngay sau đây thì em đang có setup một bộ cấu hình combo karaoke hết sức chuyên nghiệp, cực kỳ khủng, với sự có mặt của một chiếc loa siêu trầm S1800, một cặp loa full C12, một chiếc đẩy X7 DAC và một bộ mic không dây W4 số 9. Hiện tại chúng ta đang thấy tất cả những thiết bị ở đây đều màu đen và chắc chắn là một vị khách hàng rất là trẻ trung. Những cái bản nhạc sôi động, những bản DJ rồi những bản nhạc điện tử sẽ được thể hiện cực kỳ tốt qua bộ cấu hình này. Và hiện tại thì trong năm nay có lẽ đây là xu hướng, rất nhiều những mẫu loa siêu trầm Bass 40 đang hiện diện trong showroom của Lorem Audio và đang đưa cho chúng ta nhiều hơn nữa những cái sự lựa chọn trong những cái không gian nó thực sự chuyên nghiệp và rất là mạnh mẽ, thể hiện cái cá tính cao. Và trong bộ cấu hình này thì em đang có setup cho một vị khách đến từ Quảng Ninh. Anh đã lựa chọn cho mình những thiết bị anh thích hát karaoke và thích nhạc mạnh, thì đương nhiên đây là những cái sự lựa chọn cực kỳ đúng đắn, cũng như là nó sẽ mang lại một cái hiệu quả rất là cao. WeWork S1800, dòng loa siêu trầm điện Bass 40, hiện tại thì đang khai thác cho chúng ta một cái mức công suất 1000W, sẽ cho chúng ta chơi tốt trong những khoảng không gian lớn 450m, 670m, 80m, thậm chí chúng ta có thể mang ra sân vườn để chúng ta sử dụng. Với một cách thiết kế rất là hầm hố và mạnh mẽ, màu đen sơn sần, có cọc chống loa full, cũng như là cái tấm e-căng cực kỳ tuyệt vời. Hiện tại thì đây là phiên bản có tấm e-căng mặt trước được phủ kín với lỗ thông hơi, giúp chúng ta ngăn được tất cả những cái sự xâm nhập của chuột với cả là côn trùng. Đây cũng là một cái lựa chọn mà dựa trên những cái nhu cầu, rất là nhiều bác khách hàng cũng đã có những ý kiến là rất là sợ chuột bọ chui vào để cắn dây, thì đây là một trong những cái sự lựa chọn rất là sáng suốt nếu như các bác đang lo ngại về vấn đề đấy. Và tiếp theo, X7 DAC, một dòng đẩy liền vang rất là thông dụng, giá rẻ, tích hợp hầu hết tất cả những cái thiết bị rời bên ngoài và chúng ta chỉ gói gọn trong một sản phẩm, giá chỉ 7 triệu đồng. Công suất thì có thể lên tới 1000W một kênh và hiện tại có 4 cầu ra loa 2 kênh thì chúng ta có thể chơi được 2 đôi loa thoải mái, mét nhẹ. Tiếp theo, một bộ mic đi kèm, tặng kèm, đấy chính là phiên bản W4 số 9 mang thương hiệu WeWork. Chọn bộ cấu hình mang thương hiệu WeWork màu đen, hết sức mạnh mẽ và cá tính. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng test nhạc để nghe sự thể hiện của cặp loa full C12 kết hợp cùng với X7 DAC và chiếc loa siêu trầm S1800. Và sẽ là một bản karaoke nhạc remix cực kỳ bốc lửa dành tặng cho vị khách cũng như là tất cả các bác đang theo dõi video này. Thở than đám gái tràn trề trong nước mắt, anh đang quên mỗi sớm mai lại đến. Khi cô đơn anh luôn gần bên, đôi tay em như mấy tiếng trái tim em mộng mơ ngây thơ là thế, nên giữ ngát thương cho ngày sau em luôn rạng rỡ. Đến với anh sẽ chẳng mang cho em nhiều hơn, anh biết chính mình là người sẽ là thế thôi, em sẽ là giấc mơ để anh như quên từ lâu, tìm em trốn xa bóng đâu. Đừng cố anh sẽ yên bình với em hãy rời xa nơi này, rời bóng tối nơi anh ngủ quên. Hãy subscribe.
rồi bóng tối nơi anh ngủ quên. Cô anh hay là thoáng qua, chỉ là giấc mơ sẽ bay. Hãy giữ mãi trong lòng thế thôi. Chút ánh nắng giữa ngày qua rồi, sẽ mãi đi tìm trong mơ. Em giờ đây thật xa vời quá. Em giờ đây đã xa vời quá, và sẽ chỉ là một giấc mơ. Là thế thôi, em sẽ là giấc mơ để anh đừng quên từ sâu. Tìm em trong xa bắc đó, đừng cố anh sẽ yên bình với em. Em hãy rời xa nơi này, rời bóng tối nơi anh quên. Là thế thôi, em sẽ là giấc mơ để anh đừng quên từ sâu. Tìm em trong xa bắc đó, đừng cố anh sẽ yên bình với em. Em hãy rời xa nơi này, rời bóng.